giấu đầu lòi đuôi vẫn không chịu nhận là em. Giấu tuổi trước bắt đầu mới đi cặp quen nhau nè. Ai đây? Cái này là có quen thiệt luôn chứ không phải là chuyện tình học trò nữa. Là mới đầu kêu là lớn tuổi hơn thiệt, cái mặt cũng già, nhưng mà sau đó có số điện thoại nhắn tin qua lại là đang trong giai đoạn tìm hiểu, cái tự nhiên đột nhiên Trinh cũng hỏi cắt cớ thôi, tại vì Trinh thấy số điện thoại số đuôi là 88. Cái Trinh mới nói đại: à, em sinh năm 88 mà em lừa chị phải không? Nói đại vậy thôi, tại vì đâu phải ai số đuôi 88 cũng sinh năm 88 đâu. Cái xong cái mới nói: này, anh không thích làm em của em đâu nhá, không có chuyện đấy đâu nhá. Cúp máy. Sau cái bắt đầu lòi ra mình lại dính nữa rồi, lại dính nhỏ tuổi hơn nữa rồi. Thực ra cái chuyện mà che giấu thân phận để mà đi gặp cái gì lớn hơn á thì cũng rất là nhiều, xảy ra rất là nhiều. Không biết các bạn nam ở đây có bao giờ là mình phải che giấu thân phận của mình, số tuổi của mình để mình đi làm quen với chị gái lớn hơn không? Đi mắc quá kìa, như là đúng bài kìa. Cũng có nhiều cái tình trạng cũng hơi khó. Ví dụ vừa vô cái thì đương nhiên đàn ông là mình vô mình phải chào em, mà lẽ mà ngồi hỏi tuổi ngồi cái mình là nhỏ hơn. Bây giờ phải kiếm cách làm sao để che giấu cái thứ đó mới khó. Qua ngày hôm đó được làm anh, xong qua ngày hôm sau mới nhắn tin đó: anh sinh năm nhiêu này nọ, anh nhỏ tuổi hơn, nhưng mà cho anh được xưng làm anh đi được không? Đó, dạng vậy. Lại muốn được bao bọc, muốn che chở là bên kia liền. Còn Tuấn với chị ấy có bao giờ phải che giấu thân phận không? Em phân liền tại chỗ, em 96. Bởi vậy em mất nhiều mối lắm á chị ấy. Không thiệt, thực ra đó giờ là mình cũng nói thẳng tuổi mà có gì đâu, không phải ngại. Nhưng mà nếu mà đã muốn che giấu thân phận á, mà muốn nói cái số tuổi đó đó là phải biết là mình sinh năm bao nhiêu, cái thứ nhất. Phải biết thứ hai là phải biết là sinh tuổi gì, mệnh gì, cái này kia luôn. Có nhiều người che giấu thân phận hay lắm. Hỏi bao nhiêu tuổi? 87. Tụi con gì? Đứng hình. Không trả lời đâu hết. Cho nên là phải tìm hiểu rất là kỹ cái tuổi mà mình muốn nói. Đó là cách che giấu thân phận rất là tốt. Không, anh với chị thôi chứ anh không có. Anh không bao giờ anh cần phải làm như vậy chứ. Rồi, câu chuyện thứ tư, để coi nha. Ban đầu thấy hứng thú, nhưng khi nghe kể chuyện tình trường thì các cậu em đều rút lui. Xin chào mọi người, đây là câu chuyện của Misoa. Trong khoảng 2 năm gần đây là các bạn nhỏ hơn tới 5-6 tuổi lận. Là nhỏ hơn nhiều, là ban đầu gặp đi chơi chung một nhóm với nhau hết. Rồi cũng ủa Misoa, xong rồi với mình thì cậu tớ, bạn bè này nọ kia các thứ. Xong mình thấy mình cũng thấy cái mùi nghi nghi đây. Mình sao nói thẳng luôn: bây giờ em sinh năm nhiêu? Chị chắc chắn là lớn hơn em rồi đó. Chị 91, em sinh năm 9 mấy? 96 đúng không? Chị đoán đúng không? Y chóc ra vậy đúng không? Không phải em. Lại biết 96. Mà đoán đại thôi, xong mà ra là đúng 95, 96 hết. Cái xong là từ lúc đó mình cảm thấy là các bạn nó hình như là có một cái niềm phấn khích hơn hay sao á, là cứ là tấn công xong mà rất là ngọt ngào, rất là dễ thương. Mà Misa thì là thẳng thắn luôn, nói là không có thích quen bạn nhỏ tuổi, chỉ thích quen những người lớn tuổi hơn thôi. Mình cảm thấy có cảm giác an toàn hơn với những người lớn tuổi. Nhưng mà trong khoảng 2 năm gần đây có quá nhiều bạn không, cho nên là nhiều lúc Misoa cũng nghĩ là có khi nào mình thử quen một bạn nào đó nhỏ tuổi hơn coi như thế nào, có ngọt ngào, có dễ thương hay không. Mà Misoa cũng có cho một bạn một cơ hội, một buổi hẹn. Xong rồi sau đó hẹn hò xong thì ngồi kể chuyện là chị quen gì này đó, mối tình A, mối tình B, mối tình C, giống như những câu chuyện mà Misoa kể trong chương trình của mình vậy nè. Nghe xong là bạn ngồi đúng kiểu là ngồi đơ luôn. Bình thường đã xưng tên: em không ngờ là chị Misoa dữ dội vậy luôn đó. Bây giờ kéo sao mấy đứa? Nêu đặng. Câu chuyện của Misoa thì lúc Vân có cảm thấy có một cái trường hợp nào giống mình chưa? Tất nhiên là lúc hay có nghĩa là nhỏ tuổi cũng được, nhưng mà đừng có con nít quá. Với lại nhìn bề ngoài nhìn nó lịch lãm một xíu thì lúc sẽ không có vấn đề gì hết. Không có ngại về chuyện tuổi tác. Tuổi tác cũng không có. Đúng rồi, không có vấn đề, nhưng mà đúng rồi. Với lại cái ứng xử. Các bạn nam thấy như thế nào? Thực ra thì trước đây Tuấn có quen một người bạn gái lớn hơn 3 tuổi. Trong vòng thời gian 3 năm rưỡi. Thì chắc là mình là chuẩn phi công rồi. Và thì thực sự cái cảm giác mà khi quen một người lớn hơn tuổi, nó thứ nhất là khi mà mình còn chưa ổn định về tài chính, ổn định về cuộc sống, thì khi mình quen một cái người lớn hơn tuổi thì cái cảm giác trong chuyện tình yêu nó rất là an toàn, nó không khiến cho mình phải suy nghĩ quá nhiều, không có áp lực nhiều. Và chỉ có một cái ngại duy nhất đó là khi mà phải nói với gia đình là mình đang quen một người hơn 3 tuổi. Cái đấy là cái trở ngại lớn nhất khi mà quen một người lớn hơn tuổi rồi. Còn với mình, với bạn gái cũng như là với bên ngoài thì mình cảm thấy không có gì là phải... Em thấy nó kể cho ba mẹ nghe cái chuyện đó. Mẹ em á, em hỏi bạn gái mày đâu? Dạ. Và mẹ nhiêu tuổi? À, lớn con 3 tuổi. Đù, gắt kìa. Em hết hồn luôn. Ý là lớn em 3 tuổi là bằng tuổi Phương Linh đó đúng không? Em có bao giờ thích một người nhỏ tuổi kiểu như vậy không? Còn lại nhỏ hơn nhưng mà chững chạc hay là như thế nào? Đến hiện tại thì em chưa có cơ hội để quen với một ai nhỏ tuổi hơn hết. Chứ em thấy là có nhiều người có những cái mối tình chị em rất là dễ thương luôn. Nhưng mà tại vì bản thân em á, em thích một cái người mà chững chạc, trưởng thành, nó chín chắn một chút. Thì em không có may mắn gặp những người xung quanh em mà nhỏ tuổi mà có được cái tính đó. Đúng rồi, rất là bị con nít. Và cái phong cách của người ta cũng không có phù hợp với cái kiểu em thích luôn. Cho nên là em không có ấn tượng gì với một bạn nào mà đã nhỏ tuổi hơn hết á, đến hiện tại. Thực ra thường thì là phụ nữ là sẽ thích những ai lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn. Cho nên là nếu như mà có quen á, quen các bạn nam nhỏ tuổi thì thường là sẽ là phải tầm qua 25 rồi thì mới bắt đầu là mình mới tạo cơ hội với các bạn trẻ hơn. Tại vì lúc đó các bạn cũng đã bắt đầu lớn đi làm. Thường là đàn ông phải đi làm rồi thì họ mới bắt đầu họ có những cái trải nghiệm xã hội thì nó sẽ tốt hơn. Cái này chắc là phải hỏi kinh nghiệm của chị Mai Phương. Thì hy vọng là có câu chuyện đó của chị Mai Phương ở trong này. Để coi câu chuyện tiếp theo của ai nha. Chị, em, thái tử, công chúa, tôi, mấy người, cuối cùng mới là anh em. Đây là cái quá trình tên gọi, gọi nhau. Em, thái tử, là chị em, thái tử, công chúa, tôi, mấy người, cuối cùng mới là anh em của ai? Rồi được uống thấy rồi đó. Bạn này cũng nhỏ hơn Phương về năm sinh là 2 tuổi. Thật ra trước bạn này thì Phương cũng có quen một người nhỏ tuổi hơn, nhưng mà tại vì không biết, vì người đó lớn quá, với lại cũng kiểu như là làm việc chung á, thì ngay từ đầu đã gọi là anh em rồi, cho nên là nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chỉ riêng cái trường hợp này thì tại vì nó hơi bị khúc mắc là tại vì chơi với nhau trước rồi. Gọi là chị em kiểu như vậy á, một quãng đường rất là dài, cũng khoảng tầm 2-3 năm. Và bạn ấy thì luôn ở bên cạnh Phương, chăm sóc Phương. Thì có đến một cái giai đoạn là tự nhiên hai người thân hơn mức thân bình thường. Tức là bất kỳ một cái cuộc đi chơi nào hay là cuộc họp nào, tức là bạn ấy đi làm ở đâu là bạn bữa nay em đi này nè, chị đi với em nha. Hoặc là bữa nay chị có làm gì không, ra đây nhậu chung với em, kiểu vậy đó. Tiếp đến là cũng có trạng thái là cái kiểu mà thích khi ở bên cạnh người đó. Lúc đầu thì chỉ là gặp cũng được, không gặp cũng được, kiểu người ta quan tâm mình thôi, kiểu như vậy. Rồi có đến một cái giai đoạn là Phương có chuyện thì Phương cũng không gọi cho bạn đó, thì tự nhiên khi bạn có chuyện là tại sao chị không gọi cho em, đó cái gì mai mốt bất kỳ một cái chuyện gì chị phải nói với em đầu tiên để em giải quyết, kiểu như vậy á. Thì lúc đó là mình biết là mình có bắt đầu có chút xíu cảm tình, nhưng mà Phương bị một cái bệnh là Phương cũng không có thích, không có cảm giác là muốn quen với người nhỏ tuổi hơn. Mình thích quen những người phải giỏi hơn mình, phải trưởng thành hơn mình, phải chỉ dạy mình, chứ không thể nào mà mình nghĩ mình quen những người nhỏ hơn để mình đi chỉ dạy người ta, kiểu nó sai sao á. Thì bạn này thì bề ngoài thì cũng nhìn cũng chững, cũng lớn hơn Phương chứ cũng không đến nỗi là nhỏ hơn Phương. Rồi sau đó mọi người thì chơi với nhau trong một cái group, trong group đó thì cũng có bạn Phương. Thì trong cái group đó được đặt là hậu cung, trong đó có vua hoàng tử này nọ, những cái hoàng hậu. Thì trong đó bạn này là thái tử, Phương là công chúa. Kiểu như vậy. Rồi mọi người trong nhóm cũng kiểu chọc, nhưng mà cũng thật ra là mọi người cũng không có muốn là quen với nhau, tại vì sợ là chị em quen nhau thì thường là đang chơi với nhau mà quen rồi khó chơi lại với nhau lắm. Thì, rồi cái sau đó đến cái giai đoạn là thích rồi thì chuyển qua là xưng tôi với mấy người. Thì cái câu chuyện đó là như vậy nè, là cái một buổi tối nọ bạn này nhậu xỉn rồi, cũng hơi xỉn say rồi nói chuyện linh tinh kiểu như vậy á. Rượu. Nói chuyện qua điện thoại, nhưng mà nói chuyện kiểu là thấy ý nó là nhức đầu, hỏi ủa nhức đầu chuyện gì, xong nó kể ra là cảm thấy bị sợ, bị áp lực quen, kiểu nếu mà thích nó là không đi được đến đâu, kiểu như vậy. Cái mình cũng nghĩ nếu mà cảm thấy vậy thôi trở lại từ đầu đi, chị em đi cho nó khỏe. Cái cúp máy, không nói chuyện nữa. Cái bạn này nhắn tin qua cũng không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy. Cái bạn chạy xe qua trước cửa nhà Phương, anh kêu xuống nói chuyện. Là hơi xỉn rồi, cái ngồi xe nói gì giờ thích tôi không? Tôi à? Ghê vậy, đổi thái độ liền luôn á hả? Xong rồi cái gì vậy trời, giờ trả lời đi, có thích không? Ừ thích. Rồi sao? Rồi nói đến đó là hiểu rồi. Thì sau đó thì trong nhóm với nhau mà tự nhiên từ chị em chuyển qua, thấy nói chuyện qua anh em nó không biết chuyển bằng cách nào, mà chẳng hạn lỡ mà có làm việc chung với mọi người ấy, chẳng hạn là gặp Như là mọi người cái nói ủa anh lấy giùm em cái này đi, khi mọi người đi nghe ủa anh hả, ủa sao anh, em chứ sao anh. Dễ thương thôi. Nhưng mà thật ra là cuối cùng thì cái lý do gì mà các bạn nam thường thích là các bạn nữ lớn tuổi? Có một cái điểm mẫu số chung nào đó của các bạn nữ lớn tuổi hấp dẫn các bạn nam trẻ không? Không biết, tự nhiên cái độ tuổi nó có cái gì đó nó hấp dẫn lắm, nhìn nó kiểu có hụt cục hít trong người hay sao á, muốn lại gần. Anh Tấn chia sẻ đi anh Tấn. Thì theo cũng kinh nghiệm. Theo mình thì mình nghĩ là cũng có một cái lý do như lúc nãy vừa nói, là có một cái cảm giác an toàn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có lẽ là bi đi em. Dạ. Dạ, thứ nhất á, như tôi đã nói là mình có cảm giác an toàn. Và cái thứ hai thì em nghĩ là người ta đủ cái độ tuổi người ta cảm nhận được mình sâu sắc hơn. Mình không nói là nhỏ tuổi không cảm nhận được nhé, nhưng mà lớn tuổi hơn thì nó lại có một cái cảm nhận sâu sắc khác nữa, và nó rất là tỉ mỉ, nó có những cái bài tỉ mỉ mắc cười lắm. Ví dụ nói chung là có nha, chiêu thức phải không, họ biết cách chăm sóc, là có chiêu. Ví dụ như con gái hay có cái chiêu nhẹ nhẹ nè, nhẹ nhẹ không phải đau, nhưng mà nhẹ nhẹ cái là mình quay qua cái là tự nhiên mình không biết làm sao ngay lúc đó mình lại bị say nắng ngay lúc đó luôn. Đơ kêu em liền, gì vậy em. Kiểu như là truyền điện vô chuyển liền vậy đó. Rất là dễ thương. Rồi câu chuyện tiếp theo nè. Cậu nhóc nước ngoài trúng xét ái tình của chị gái người Việt. Ồ, có tới nước ngoài vô hấp dẫn lên liền nè. Ồ, xin mời Như. Thật ra thì câu chuyện của Như thì cũng lâu rồi. Trong lúc đó là Như đi biểu diễn hát cho một cái event. Thì cái người bạn trai đó là người Mỹ. Thì hát xong thì có một cái bàn cho ca sĩ mời xuống để dự tiệc ở đó. Thì mình khá là chú ý bạn đó, tại vì thấy bạn đó đi rồi tiếp khách rồi giao lưu các bạn khác rất là thân thiện. Người mà mình kiểu không quen được thì mình cứ lưu luyến mãi, cái hai đứa cứ tâm sự nhau về cái câu chuyện như thế. Cho đến một cái thời gian là bạn đó có mời tới nhà chơi một lần. Thì mình tới mình thấy bạn đó là một người rất là nghiêm túc. Một cái lịch học ghi sáng 5 giờ dậy làm cái gì, có nghĩa có một cái thời khóa biểu học như vậy. Thì mình nhận xét thêm được về cái con người này là bạn đó rất là có một cái hoạch định về tương lai, đến Việt Nam làm những cái việc gì. Và sau khi kết thúc Việt Nam ghi ra luôn trên bảng, mình thấy sẽ về, sẽ học tiếp ở Harvard, sẽ làm những cái gì. Đó là một cái người rất là có hoài bão. Thì xong một cái lần mình đi diễn ở Canada về, thì bạn đó ra sân bay rất là bất ngờ, có ôm mình một cái, tự nhiên mình cảm thấy mình ấm áp vô cùng. Tự nhiên có một cái cảm xúc thì thấy là có lẽ mình cho bạn đó một cơ hội về cái quen. Nhưng mà thực ra quen thì quen được khoảng có 3 tháng thôi là tụi mình chia tay, bởi vì bạn đó có nói là nó sẽ về Mỹ, và bạn đó muốn mình đi về Mỹ cùng. Bạn đó nói sẽ học thêm ở bên Mỹ thêm 5 năm nữa. Và lúc đó mình cảm thấy không thể, tại vì thật sự 5 năm mình lớn hơn tuổi, thứ hai mà mình chưa bao giờ nghĩ là rời Việt Nam để đi. Tất nhiên khi mình quen một mối tình, mình sẽ muốn cái mối tình nó đi đến một cái kết thúc đẹp, nhưng mà cái thời gian của hai đứa mới có mấy tháng chưa để khiến để mình có một cái quyết định nó rất là táo bạo như vậy. Rồi không biết mình qua Mỹ mình làm gì, công việc ở đây mình có, còn qua bển mình không, mình bỏ gia đình mình qua bển mình làm gì, mình đâu có biết làm gì đâu. Rồi trong khi đó mình sẽ bị chênh lệch về kiến thức với cái người đó, cho nên là quyết định là ngưng. Và lúc đó mình cũng ác lắm, tại vì mình không biết, cái lúc đó mình thật sự không biết. Cái hôm mình quyết định chia tay, nó nói là hôm đó bạn đã phải về Mỹ gấp, mà mình không biết, nên mình đến mình gặp và mình cũng muốn mà nó về Mỹ. Mình kết thúc luôn để thằng đó có một cái suy nghĩ thoải mái hơn để nó làm những cái việc khác. Nhưng mà khi mình chia tay xong thì nó khóc quá trời khóc luôn. Lần đầu tiên mình làm một người con trai khóc trước mặt mình như thế. Nhưng mà lúc đó mình cũng hối hận, bởi vì lúc đó bạn đó về gặp vì ba mình nó bị bệnh. Thì mình rất là nặng, nghĩ là không qua khỏi. Sau khi mình nói rồi mình mới biết cái chuyện đó, thì mình cảm thấy mình rất là áy náy vô cùng. Nhưng mà cũng sự việc nó cũng đã rồi. Nhưng mà thật ra khi Bảo nghe câu chuyện đó, Bảo nghĩ đây là một cái câu chuyện rất là nghiêm túc, và bản thân hai người cũng đã cố gắng để mà cho mối tình đó, chỉ là bởi vì là không có hợp thời điểm với nhau, và bởi vì là có những cái về hoài bão nó cũng khác nhau, cho nên lúc đó nó không có phù hợp thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì mình vẫn phải nói những cái lời chúc tốt đẹp đến người ta, bởi vì dù gì thì đó cũng là một người cho mình kỷ niệm đẹp trong quá khứ, đúng không ạ? Các bạn nam coi như ngày hôm nay là những người mà có thể nói ra là không có lo lắng như cái chuyện mà quen người lớn tuổi, bởi vì mình cảm thấy là mình tìm cái sự an toàn trong những người con gái lớn tuổi. Thực ra là nam có rất là nhiều cái nỗi sợ, kiểu như là nếu mình cảm thấy là mình quen người ta lớn quá mà thậm chí là người ta thành công nữa thì tự nhiên cái thế giới người ta khác lắm. Mình cũng cảm thấy đôi khi là mình không biết là mình có thể nói chuyện với những người bạn của họ hay không, thì mình nói chuyện được với họ, nhưng mà còn với những người bạn của họ, những mối quan hệ của họ thì tự cảm thấy là đàn ông mà mình luôn luôn muốn là người che chở, nhưng mà mình lại không có thể nào mà mình làm được cái chuyện đó, tại vì tuổi mình chưa cho phép. Nhưng mà nói thì nói như vậy, chứ còn Bảo nghĩ là yêu thì cứ yêu thôi, quan trọng là chúng ta cảm thấy rằng là cái người đó cho chúng ta cảm giác giống như bị điện giật vậy đó, chúng ta cứ thử thôi, tại vì nếu không thử thì sau này lại hối tiếc. Ngày hôm nay cảm ơn, rất là cảm ơn các cô gái của chúng ta, cảm ơn anh Tuấn cũng như là hai chàng trai đã mang đến đây rất là nhiều cái màn tranh luận, và các Bảo hy vọng rằng là các bạn dù là có tìm hiểu ai đi chăng nữa thì cũng hãy tìm hiểu một cách chân thành và nghiêm túc, và hy vọng rằng tình yêu đẹp sẽ đến với tất cả các bạn khán giả của Giải Mã Tình Yêu. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22h30 chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Các bạn cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh MCV Media trên YouTube của chúng tôi, cũng như cổng thông tin Love TV. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Sweet Couple nhé.